cùng em. Mọi người cùng em lên đây. Đây là em đang phát trực tiếp luôn chị nhá. Em đang phát trực tiếp luôn đây. Nên là chị cho em hỏi một chút là chị nào là dâu lớn ở trong nhà? Em là dâu lớn đúng không? Em là dâu thứ đúng không? Chị về nhà mẹ chồng chị làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Một cháu dai đúng không? Thế nhà ngoại thì chị ở đâu? Em ở không nào, chị vẫn đầy, chị vẫn còn đầy đủ anh em tất cả chị ạ. Còn chị về làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Ở đây
Thì bây giờ là tối nay thì mọi người ở như nào đây? Sao bà này, bà này không nghĩ. Mọi người, những cái chỗ đẹp em vừa quay cả lại này, hàng xóm ở đây đúng không? Tất cả. Chồng chết tôi chả nhà đến. Thế thì còn lại là các cô là người